Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị tản mạn của nhà thơ Trần Trung Đạo với tựa đề Số phận một loài chim. Đăng trên trang Facebook chính luận Trần Trung Đạo vào ngày 1 tháng 12. Mời quý vị cùng chia sẻ. Số phận một loài chim. Giới thiệu sự kiện bài hát chống Mỹ cô gái vót trong được Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà biểu diễn tại Puerto Rico gây nhiều phản ứng. Định chế của Puerto Rico trong quan hệ với Mỹ được đặt dưới dạng đặc biệt sau chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha năm 1898, chưa sáp nhập hẳn thành một tiểu bang của Mỹ, nhưng không có chủ quyền của một quốc gia độc lập. Dĩ nhiên, trong hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản, việc chọn một bài hát để trình diễn trước một chương trình quốc tế phải bị kiểm duyệt kỹ càng. Đỗ Thị Hà và phái đoàn Việt Nam chọn bài hát vào bộ máy kiểm duyệt chấp thuận bài hát với mức độ phổ biến do bài vẹt và hàng triệu chiếc loa phường hét the thé suốt 46 năm qua. Cô gái vót trong dù có lời hay không lời cũng không khác gì nhau. Trong thời điểm Mỹ đang cứu sống Việt Nam với 17 triệu liều vaccine chống cúm tàu, việc trình diễn những bài hát chống Mỹ là hành động ngu xuẩn ngoài tự điển. Nhưng đừng quên, vẹt là một loài chim. Mỗi sáng vẹt vẫn hát mừng vui chào đón một ngày mới như được luyện tập từ nhiều năm và không thể biết hôm đó gia đình chủ đang có mặt, đang có đại tang. Điều đó cho thấy dù hiện tượng xã hội có khác nhau giữa Bắc Hàn và Việt Nam, bản chất chuyên chính của hai chế độ vẫn giống nhau. Một em bé Bắc Hàn được huấn luyện để trở thành vẹt và em bé Việt Nam cũng thế. Khác chăng, chiếc lồng sắt của em bé Việt Nam rộng và thưa hơn để được nhìn thấy nhiều nét đẹp bên ngoài. Bài viết này đã viết 16 năm trước trên diễn đàn Talawas, nhưng nội dung vẫn không thay đổi vì giống như bài chim Bắc Hàn, cho tới nay bài chim Việt Nam vẫn còn hót trong lòng sắt. Cách đây không lâu, anh chủ nhiệm của một tờ báo địa phương đến thăm và nghe các con tôi nói chúng thích nuôi thú vật kiển. Lần sau anh trở lại với một chiếc lồng và hai con chim nhỏ để tặng các cháu. Anh dặn kỹ, chim này chỉ nuôi trong nhà, đem ra ngoài gió chúng sẽ chết. Tôi thật không tin, chim là phải bay nhảy chứ, làm gì ngay cả gió cũng sợ. Tôi đến một tiệm bán chim hỏi lại, bà chủ tiệm cũng đồng ý với anh chủ nhiệm. Đây là loại chim được sản xuất theo lối công nghiệp chứ không phải chim sinh nở tự nhiên. Nếu đem ra ngoài trời, chúng sẽ chết vì không thích hợp với môi trường. Tôi đành giữ kỹ chim trong nhà. Vài hôm sau, một người bạn cùng quê của tôi tới thăm. Anh nghiêm chỉnh, khiển trách. Mày là Phật tử mà bỏ tù sinh vật. Người ta chẳng ví cảnh tù đày như cá chậu chim lòng đó sao? Phải thả chúng bay đi. Tôi thật khó xử, vừa cảm thấy việc bỏ tù sinh vật là không nên làm, nhưng thả bay đi chúng sẽ chết. Tôi phân trần với anh, đây là chim công nghiệp, đem ra ngoài chúng sẽ chết, và thả bay đi chúng càng chết nhanh hơn. Anh bạn Quảng Nam đáp, nếu chúng chết thì chúng sẽ trọn nghiệp, vì biết đâu kiếp sau chúng sẽ là những con chim tự do. Tôi chưa hẳn đồng ý với cách cãi của anh ta, nhưng phải công nhận việc tôn trọng tự do của mọi sinh vật là đúng. Nên viết thư về Việt Nam hỏi ý một đại đức ở Hội An. Ông trả lời theo lối vạn sự do tâm, chim công nghiệp vẫn là chim. Nếu môi trường xấu làm cho chúng xấu đi thì môi trường tốt sẽ làm cho chúng tốt trở lại. Hãy tập cho chúng quen dần, từng bước, và khi chúng hoàn toàn quen thuộc với môi trường bên ngoài thì phóng sinh chúng đi. Tôi cho đó là giải pháp hợp lý. Rất tiếc là tôi quá bận để tập cho chim quen với thiên nhiên, bèn tặng chúng cho người em và dặn chú ấy tập cho chúng quen dần với đời sống bên ngoài. Định bụng khi chúng hoàn toàn làm quen sẽ bàn với chú em làm lễ phóng sinh. Tháng sau tôi trở lại nhà người em, nhưng không thấy chim. Chưa kịp hỏi, chú em trả lời, chẳng giấu gì anh, ngày nào em cũng đem chim ra vườn tập, chúng tiến bộ lắm, chúng rất thích cảnh thiên nhiên, vừa thấy cây cảnh cây lá xung xê là chúng kêu siêu rít lên ngay. Tuần trước trong lúc em để chúng trên sân sau, chạy vào nhà trả lời điện thoại, khi trở ra thì chỉ còn mấy cái lồng rời rớt bên cạnh chiếc lồng vỡ nát và con mèo của hàng xóm đang nhảy sang bên kia hàng rào. Tôi an ủi chú em theo lý luận của anh bạn Quảng Nam. Hai con chim đó đã trọn nghiệp trong kiếp này, hy vọng đời sống sau, chúng sẽ làm chim cứ núi rừng tự do, thay vì làm kiếp chim công nghiệp. Mỗi khi nhớ đến câu chuyện hai con chim, tôi lại ngậm ngùi nghĩ đến số phận của các em bé Bắc Hàn. Cuộc đời của các em không khác gì những con chim công nghiệp kia. Ngay khi các em ra đời, các cơ chế chính trị và xã hội đã được chuẩn bị sẵn để các em sống, suy nghĩ và hành động một cách thích nghi, tương tự như môi trường dành cho loại chim công nghiệp. Cơ chế chính trị Bắc Hàn được xây dựng và tồn tại bằng niềm tin tuyệt đối nơi lãnh tụ của họ. Trong cơ chế đó là sự nhầm lẫn, hoài nghi dù hợp lý đều không được cho phép tồn tại. Trong buổi phỏng vấn dành cho tuần báo Tham, người cận vệ của Kim Chính Nhật Đao Thoát nhắc lại câu chuyện của một người lái xe vô tình chạy lạc vào khu vực dinh thự của Kim Chính Nhật. Sau khi thẩm vấn anh tài xế, đám cận vệ của Kim Chính Nhật đều đồng ý rằng anh ta thực sự đi lạc. Tuy nhiên, cách giải quyết họ chọn trong trường hợp đó là bắn chết anh ta ngay tại chỗ. Gia đình tài xế được thông báo rằng anh ta đã đền nợ nước và thưởng công cho gia đình một cái tủ lạnh. Nhiều câu chuyện đối với người sống bên ngoài bán đảo Bắc Hàn có thể là chuyện hoang đường đến độ buồn cười, nhưng với người dân Bắc Hàn lại là chân lý.
Đúng như một nhà thơ Việt Nam có lần đã định nghĩa, chân lý là đường đảng đã vạch ra là sự thật là gì đảng đã dạy ta. Giờ sinh của Kim Chính Nhật, con trai Kim Nhật Thành và là đương kim lãnh tụ Bắc Hàn được mô tả trong giáo trình tiểu học. Lãnh tụ kính yêu sinh ra trong một căn cứ quân sự bí mật bên rặng núi Thánh Petu San, Bạch Đầu Sơn. Lúc người ra đời, một có hai cầu vồng rực rỡ và một ngôi sao sáng hiện ra trên nền trời. Người dân Bắc Hàn gọi Kim cha là lãnh tụ vĩ đại, hai lãnh tụ vĩnh cửu và Kim con là lãnh tụ kính yêu. Thực ra làm gì có căn cứ quân sự nào, chẳng trên núi thánh nào và lại càng không có chuyện thần thoại như hai cầu vồng ngũ sắc hiện ra trong giờ Kim Chính Nhật giáng trần. Theo sử liệu của Soviet cũ, anh chàng Kim Chính Nhật sinh ra trong một đồn lính hẻo lánh ở Siberia vì cha anh là Kim Nhật Thành, làm lính cho Stalin sau khi trốn khỏi Mãn Châu. Một mẫu chuyện khác về Kim Chính Nhật, mặc dù trước kia chưa bao giờ chơi golf, nhưng cầm cây golf lên lần đầu, lãnh tụ kính yêu đã đánh trúng ngay 5 lỗ một lần. Và nữa, một lần nọ, lãnh tụ kính yêu đến kiểm tra súng của một đơn vị quân đội, và trước mặt binh sĩ, người đã rút súng bắn trúng ngay mắt trái của mụi con bò rừng. Kim Chính Nhật không phải là người thường trong ý thức của người dân Bắc Hàn, anh chàng là hiện thân của một thiên thần. Chàng ta tuy chưa bao giờ đi lính một ngày, nhưng được gọi trong sách là tướng trời. Tại Bắc Hàn, ngay cả chiếc khăn để lau tấm ảnh của hai cha con họ Kim cũng không được phép dùng để lau các đồ vật khác trong nhà. Giống như những con chim công nghiệp, các em bé Bắc Hàn cũng líu lo mỗi sáng. Nhưng nếu ai lắng tai nghe, bài hát các em hát trong giờ vào lớp luôn bắt đầu bằng câu "Hoa nở nhờ có không khí" và các em cười nhờ ơn của Kim lãnh tụ vĩ đại. Học sinh Bắc Hàn được dạy phải yêu tổ quốc và yêu đồng bào. Nhưng tổ quốc của em được mô tả trong sách vở không phải là một quốc gia nghèo đói, cô lập với thế giới bên ngoài, mà là một thiên đường trên trái đất dưới sự lãnh đạo anh minh của Kim lãnh tụ. Trong các ví dụ được dùng ở trường học từ văn chương đến toán học, cuộc đời và sự nghiệp của hai cha con họ Kim luôn được dùng để ví những điều tốt đẹp, và đế quốc Mỹ xâm lược luôn được dùng để ám chỉ những điều xấu xa tội lỗi nhất trên đời. Sinh viên học sinh Bắc Hàn rất kiêu căng khi nói về lịch sử và dân tộc Triều Tiên vì một lý do đơn giản. Ngoài những câu chuyện tuyên truyền được dạy ở trường, họ không biết gì về lịch sử loài người và cũng không biết đúng về lịch sử của tổ tiên họ. Và với một môi trường như thế, nhiều thế hệ người dân Bắc Hàn hơn nửa thế kỷ qua đã tiếp tục sinh ra, lớn lên trong số phận một loài chim công nghiệp. Mặc dù những mẫu chuyện trên có thể gợi lại trong ký ức của những người Việt lớn tuổi, những hình ảnh, những tiếng thì thầm nghe rất quen quen, tuổi thơ Việt Nam ngày nay dù sao cũng may mắn hơn những người cùng tuổi với họ ở Bắc Hàn. Trong lúc nhiều nơi vẫn còn khó khăn, thiếu thốn, đa số tuổi thơ Việt Nam đang có một đời sống tinh thần dễ chịu hơn tuổi thơ Bắc Hàn. Bài học của thiếu nhi Việt Nam học hôm nay không đến nỗi hoang đường như của thiếu nhi Bắc Hàn, và bài hát của các em bé Việt Nam hát không trơ trẽn khó nghe như những câu mà thiếu nhi Bắc Hàn dùng để ca tụng cho con họ Kim. Ánh sáng bên ngoài đã theo những khe hở của chính sách đổi mới, rọi vào căn nhà Việt Nam mang theo kiến thức mới lạ từ những phương trời khác. Qua những khe hở đó, chúng ta cũng được nghe nhiều tiếng nói chân thành vọng ra từ trong nước tương tự như chúng ta đang nghe những ưu tư trăn trở của những người Việt đang sống ở ngoài nước, như họ đã một thời lớn lên bên này hay bên kia sông Bến Hải. Như vậy có gì giống nhau trong hoàn cảnh của hai em thiếu nhi Bắc Hàn và Việt Nam không? Có chứ. Hai cơ chế chính trị ảnh hưởng đến đời sống của các em bé Bắc Hàn và Việt Nam về căn bản vẫn giống nhau. Hai con nước đều bắt nguồn từ thượng lưu sông Volga trong những thập niên đầu năm đầu của thế kỷ 20 và vẫn còn đang chảy xiết. Cả hai cơ chế chính trị đều nhằm ngăn chặn mọi suy nghĩ độc lập và hủy diệt mọi khả năng phản kháng của con người. Quyền căn bản đầu tiên trong nghiên cứu khoa học là quyền đặt vấn đề. Thế nhưng quyền đó không được tôn trọng trong hai xã hội Bắc Hàn và Việt Nam. Hiện nay, nhiều quốc gia và hàng trăm tổ chức thiện nguyện, tôn giáo, nhân đạo khắp thế giới đang tìm mọi cách để cứu giúp thiếu nhi Bắc Hàn. Nhưng đồng thời, mọi người cũng đồng ý rằng tất cả những gì họ đang làm chỉ là những biện pháp vá víu trong lúc chờ đợi một sự thay đổi toàn diện và căn bản. Đúng vậy, sinh mệnh của một quốc gia không thể thay đổi bằng vài bao bột mì, hương đi của một đất nước không thể được lót bằng dăm ba lon sữa, và hạnh phúc của một dân tộc không bao giờ đến bằng sự vuốt ve an ủi từ những bàn tay thương xót bên ngoài. Số phận của một dân tộc phải được quyết định bằng mồ hôi nước mắt, bằng những tấm lòng tận tụy với tương lai dân tộc, bằng đức tính kiên nhẫn làm việc vì đất nước của chính người dân nước đó. Và dù diễn ra dưới bất cứ hình thức nào, nhẹ nhàng hay cứng rắn, xói mòn hay cường tập, thay đổi cơ chế chính trị vẫn là mục tiêu quyết định của mọi cuộc cách mạng xã hội. Tiếp nối chương trình là một bình luận thời sự với bài bình luận có tựa đề "Bắc Kinh đem mồi nhử Hà Nội" trên ảnh hưởng với Washington của báo Người Việt đăng tải vào ngày 3 tháng 12. Mời quý vị cùng chia sẻ.
Bắc Kinh đem mồi nhử Hà Nội, tranh ảnh hưởng với hoa thịnh đốn. Trung Quốc viện trợ thêm cả tiền và thuốc chích ngừa COVID-19 cho Việt Nam sau khi Mỹ tặng thêm cho Việt Nam hơn 2 triệu liều. Báo chí tại Việt Nam vào ngày thứ Năm 2 tháng 12 cho hay trong chuyến viếng thăm Tàu Cộng đang diễn ra của Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ngoại trưởng Tàu Cộng Vương Nghị loan báo tàu viện trợ thêm cho Việt Nam 20 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 3.1 triệu để mua sắm, thiết bị vật tư phòng chống dịch và 500.000 liều thuốc chích ngừa COVID-19. Từ Hoa Xã chưa có bản tin vắn tắt về cuộc họp giữa ông Vương Nghị và Bùi Thanh Sơn tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Tàu Cộng vào ngày nói trên. Bản tin này thuật lời ông Vương Nghị kêu gọi vận động phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, lành mạnh và ổn định. Tân Hoa Xã thuận lời có ông Bùi Thanh Sơn nói, Việt Nam luôn luôn hậu thuẫn cho tàu đóng vai trò lớn hơn trên chiến trường quốc tế. Tân Hoa Xã viết, hai bên đồng ý tăng cường lãnh đạo chính trị làm sâu sắc hơn các hợp tác đem lợi ích chung và nâng cao sự cộng tác đối phó với đại dịch. Thông tấn xã Việt Nam thì viết dài dòng hơn, cho biết ông Sơn khoe rằng dù dịch bệnh hoành hành gây nhiều trở ngại, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, định ra phương hướng lớn trong hợp tác giữa hai đảng, hai nước và tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực. Nhờ vậy, hợp tác kinh tế duy trì đã tăng trưởng tích cực với kim ngạch thương mại 10 tháng đầu năm đạt 133.65 tỷ, tăng 30%, vượt kim ngạch của cả năm 2020. Hai bên nhất trí cho rằng vì Việt Nam và Tàu tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước. Bắc Kinh viện trợ thêm cho Hà Nội chống dịch một tuần lễ sau khi Hoa Thịnh Đốn loan báo tặng thêm cho Hà Nội hơn 2 triệu liều thuốc ngừa COVID-19, nâng tổng số vaccine nước Mỹ tặng cho Việt Nam lên hơn 20 triệu liều, không kể một số lớn trang thiết bị y tế để đối phó với đại dịch. Chỉ hai ngày trước khi ông Bùi Thanh Sơn tới Tàu Cộng, bảo vệ về của Đài Tiếng Nói Việt Nam có bản tin đã kích Tàu Cộng mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện vùng xám ở Biển Đông. Theo đó, chúng tôi bề ngoài là tàu đánh cá, nhưng thực chất là phục vụ các mục tiêu quân sự và chính trị của nước này. Giữa tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Tàu Cộng đến Hà Nội bề nổi là đồng chủ tọa Ủy ban Hợp tác Song Phương với phía Việt Nam. Nhưng trên thực tế, chuyến đi của ông Vương Nghị là một cách nhắc nhở cho Hà Nội biết cái bóng Bắc Kinh rất lớn ở bên cạnh. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rồi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cùng nhau đến Hà Nội chào mời nâng cao mối quan hệ từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược. Tin tức báo chí tường thuật nói Mỹ đề nghị hậu thuẫn nhiều mặt cho Việt Nam đối phó với Tàu trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Bắc Kinh cho tờ Hoàn Cầu Thời báo dèm pha chuyến đi của bà Harris là gieo rắc bất hòa giữa các nước ở khu vực, cho rằng Hoa Thịnh Đốn lôi kéo Hà Nội đi vào quỹ đạo chống Bắc Kinh. Trước khi ông Bùi Thanh Sơn sang Tàu, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng cũng đã cùng các lãnh tụ ASEAN khác họp trực tuyến với ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Tàu, để nghe ông này thanh minh rằng nước này không chủ trương bá quyền. Ông ám chỉ những điều lâu nay giới lãnh đạo chính trị và quân sự Mỹ cáo buộc Bắc Kinh cậy lớn, cậy quân sự hùng mạnh, bắt nạt các nước nhỏ phía Nam. Trước khi Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam, suốt mấy năm liền, ông Vương Nghị đi lòng vòng khắp các nước ASEAN nhưng tránh né đến Việt Nam. Mối quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh tuy bề ngoài vẫn là đồng chí anh em, thương mại ngày một gia tăng, nhưng Việt Nam vẫn ngậm bộ hòn làm ngọt trên vấn đề Biển Đông. Các mỏ dầu và khí đốt ngày càng cạn dần, trong khi thuê giàn khoan đi đào tìm thì bị Tàu Cộng cản trở, thậm chí có dọa sẽ đánh chiếm luôn những vị trí mà Việt Nam đang trấn giữ ở Trường Sa. Cuộc họp vừa diễn ra giữa hai ông ngoại trưởng và các món quà biểu lộ Bắc Kinh vô vọc trở lại với Hà Nội trong chủ đích tranh giành ảnh hưởng địa chính trị với Washington. Tân Hoa Xã thuật lời ông Vương Nghị dỗ dành Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam là hai bên nên hợp tác với nhau, thi hành các sự đồng thuận mà lãnh tụ cấp cao hai bên đã đồng ý lâu nay. Đó cũng chỉ là những lời được lặp lại các chục năm nay, dù nhiều lúc khá căng thẳng. Và sau đây là bài thời sự của tựa đề WTA vẫn quyết định rút khỏi tàu bất chấp các dàn dựng của Bắc Kinh của tác giả Lê Tây Sơn. Đăng trên trang Sài Gòn Nhỏ News vào ngày 2 tháng 12. Mời quý vị cùng chia sẻ. WTA vẫn quyết định rút khỏi tàu bất chấp các dàn dựng của Bắc Kinh. Hiệp hội quần vợt nữ thế giới WTA vừa ra thông báo đình chỉ ngay lập tức tất cả các giải đấu ở tàu gồm cả Hồng Kông. Để đáp lại việc Bắc Kinh im lặng trước việc ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Xúy tố cáo một quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản, cựu Phó Thủ tướng Zhang Gaoli tấn công tình dục cô. Ngày 2 tháng 11 trên mạng xã hội, Tao Pan, vận động viên ba lần Olympic, tố Zhang ép cô quan hệ tình dục tại nhà riêng của ông ta 3 năm trước đó. WTA kiên trì với các yêu sách và không tin Bắc Kinh. Ngày 1 tháng 12, trong một tuyên bố, ông Steve Simon, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành WTO,
Thì Ý cho biết quyết định rút khỏi tàu cộng phát sinh từ phản ứng không thể chấp nhận được của nước này trong vụ bê bối. Trong đó có việc kiểm duyệt vội vàng cáo buộc của Pan và phớt lờ lời kêu gọi của quốc tế tiến hành cuộc điều tra minh bạch và đầy đủ về vụ việc. Xét về mặt lương tâm, tôi không hiểu làm thế nào chúng tôi có thể yêu cầu các tay vợt nữ thi đấu ở đó khi Pan Sua không được phép giao tiếp tự do và có vẻ bị áp lực để rút lại cáo buộc tấn công tình dục của chính mình. Simon nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, tôi cũng rất lo lắng về những rủi ro mà các tay vợt và nhân viên của chúng tôi có thể gặp phải nếu WTA tiếp tục các giải đấu ở tàu vào năm 2022. Sau khi bài tố cáo bị vô hiệu hóa chỉ trong một thời gian ngắn, ngay lập tức những gì liên quan đến Pan đều bị kiểm duyệt và không thấy cô công khai xuất hiện trong hơn 2 tuần. Buộc giới quần vợt nữ thế giới phải yêu cầu Bắc Kinh trả lời về nơi ở của cô cũng như mở cuộc điều tra đầy đủ về những cáo buộc. Khi thấy sự phản đối toàn cầu ngày càng tăng, truyền thông do nhà nước kiểm soát và hệ thống thể thao nhà nước cho công bố một số hình ảnh và video bằng chứng sống về Pan. Thật không may độ tin cậy của chúng không có mà chỉ làm dấy thêm về nỗi nghi ngờ. Mặc dù hiện biết Pan đang ở đâu, nhưng thành thật mà nói tôi không tin cô ấy được tự do, an toàn, không bị kiểm duyệt, ép buộc và đe dọa, Simon nói. Không thể chấp nhận được việc những người có quyền lực trấn áp tiếng nói của phụ nữ và xóa sạch cáo buộc tấn công tình dục. WTA được thành lập trên cơ sở bình đẳng cho phụ nữ nên sẽ là thất bại lớn đến chúng tôi để điều đó xảy ra với các vận động viên của mình. Chúng tôi đại diện cho một tổ chức không cho phép tấn công tình dục xảy ra. Thông báo của WTA được xem là hiện thực hóa lời đe dọa được Simon đưa ra vào ngày 18 tháng 11, trong đó thề sẵn sàng mất hàng trăm triệu đô la kinh doanh ở tàu cộng nếu vụ Pan không được điều tra đầy đủ và chính xác. Simon nói thêm, chúng tôi tin là Pan không có lỗi và rất tự hào về cô ấy. Phản ứng trước quyết định của WTA, quyết định rút khỏi tàu của WTA ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều tên tuổi lớn trong làng quần vợt nữ thế giới. Trong đó, có nhiều người từng lo lắng cho sự an toàn và nơi ở của Pan trên Twitter thông qua hashtag #OutWhereIsPanSuan. Trong một tuyên bố, cựu tay vợt Mỹ nổi tiếng Bill John King có tên trong ngôi đền quần vợt quốc tế, ca ngợi quyết định của WTA là thể hiện quan điểm mạnh mẽ trong việc bảo vệ nhân quyền ở tàu và trên toàn thế giới. WTA đã chọn đứng về phía đúng của lịch sử khi quyết tâm bảo vệ quyền lợi của các tay vợt của mình. Tay vợt Martina Navratilova, người từng 18 lần vô địch tại Grand Slam, lưu ý về thái độ im lặng của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC về Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Trong một tuyên bố đang trực tuyến, bà nhấn mạnh, tôi đánh giá cao lập trường dũng cảm của ông Simon và WTA. Đặt nguyên tắc lên trên, đồng tiền khi ủng hộ phụ nữ ở mọi nơi và hiện nay là Pan Suai. Bây giờ đến lượt IOC. IOC lên tiếng, vậy cho đến thời điểm này tôi hầu như không thể nghe thấy bạn. Ngày 21 tháng 11, IOC ra thông báo cho biết Chủ tịch Thomas Bach đã có cuộc gọi video dài 30 phút với Pan, một quan chức thể thao tàu cộng và một đại diện bổ sung của IOC. Pan có vẻ ổn và thoải mái nhưng muốn được tôn trọng quyền riêng tư của mình. IOC không giải thích làm cách nào gọi điện video với Pan và cũng không công khai đoạn video. Thành viên IOC lâu năm Dick Powell nhận định, kết luận kiểu nhất trí cạo và cô ấy ổn trong cuộc gọi điện của IOC với Pan làm tôi bối rối. Một số tay vợt quốc tế cũng có phản ứng tương tự về cuộc gọi. Phản ứng từ Bắc Kinh, tàu cộng không thừa nhận các cáo buộc của Pan đối với Giang, người đã nghỉ hưu vào năm 2018. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc điều tra đã được tiến hành và không rõ Pan đã làm đơn tố cáo gửi cảnh sát. Cuối tháng 11, Bộ Ngoại giao tàu cộng ra tuyên bố, chính phủ hy vọng những suy đoán ác ý liên quan đến hạnh phúc và nơi ở của bà Pan sẽ dừng lại. Trường hợp của bà không nên bị chính trị hóa. Hiện phía tàu cộng chưa phản hồi và quyết định rút khỏi tàu của WTA. Tuyên bố của cơ quan này cũng không thấy đăng tải trên tài khoản chính thức của tổ chức, có hơn 400.000 người theo dõi. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Thảm xin gửi đến quý vị ký sự của tác giả Trần Nhật Vi có tựa đề Bonsa Ký, đăng trên trang Sài Gòn Nhỏ News vào ngày 2 tháng 12. Mời quý vị cùng chia sẻ. Anh, hôm nào mời anh đi ăn với tụi em. Tôi hơi bất ngờ với lời mời của Hòa, quen biết nhau ở quán cà phê Bình Dân trước cửa chợ. Tôi với Hòa nói thân thì không phải, mà sơ cũng chưa đúng. Tôi và Hòa chỉ gặp nhau qua điếu thuốc, ly cà phê và vài thú vui nho nhỏ. Hòa 55 tuổi ở một mình, bị khuyết tật chân, sống dựa vào lòng thương yêu của bá tánh quanh khu chợ A. Vậy thôi. Nhưng hôm nay Hòa ngỏ lời mời đi ăn thì lạ. Đã vậy, lại còn với tụi em nữa thì còn quá lạ. Hỏi kỹ lại sau mấy hơi thuốc Sài Gòn Vàng, loại thuốc điếu rẻ tiền mà tôi ưa thích. Ở Sài Gòn khoảng 4 đồng mỗi cây, nhưng ở đây ông bạn ba tàu bán 40 đồng mỗi cây. Hòa mới nói nhỏ, em mới có vợ, tuần sau cổ dọn về ở chung với em.
Vừa nói, gương mặt đen đúa khắc khổ của Hòa sáng lên niềm hạnh phúc khó tả. Với một người như Hòa, cuộc sống gần như gắn liền với chiếc xa lăng, mà kiếm được một người bạn đời á thì hạnh phúc nào bằng. Trong cuộc sống ngắn ngủi này, ai cũng mong tìm được người đi cùng mình phút cuối. Thời buổi này, thời mà người ta thường ngó vào túi hơn là khuôn mặt, tôi nể người phụ nữ đã dám chia sẻ cuộc đời với Hòa. Sau thời gian sống ở Mỹ, đi nhiều tiểu bang, tiếp xúc với nhiều người, nhất là cộng đồng quanh các thành phố Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, tôi ngộ ra rằng mình phải viết một cái gì đó. Cái gì đó có thể là một cuốn hồi ký, một cuốn lịch sử về sự có mặt của người Việt ở quận Cam. Bonsa là trung tâm của Sài Gòn nhỏ, Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt ở Hoa Kỳ, có rất nhiều chuyện tai nghe mắt thấy và tôi muốn ghi lại tất cả. Đó là chuyện của chị S sống ở một tiểu bang miền Đông Bắc, sang đây từ năm 78. Ước mong lớn nhất của chị là có hàng xóm người Việt được thường xuyên để bán quán, đến quán bán món Việt. Chị thường nói với chồng khi nào về hưu, mình dọn về Cali nha. Dĩ nhiên anh chồng đồng ý cả hai tay hai chân. Chị nghĩ sống ở Cali, gặp được bạn bè và ăn các món Việt tại những quán Việt mới có đủ cảm giác là người Việt. Tuy nhiên, sau khi các con thành đạt và có gia đình riêng, anh chị vào tuổi hưu, và khi hai vợ chồng chuẩn bị về Cali thì đụng một cái chị phát bệnh. Cơn bệnh quái ác đã mãi mãi ngăn cản chị không bao giờ có được cái cảm giác mình là người Việt. Đó là chuyện một anh bạn vong niên hiền lành và hiểu biết rộng. Anh lớn hơn tôi 20 tuổi nhưng thân thiết. Chúng tôi quen nhau ở Hà Nội từ năm 79 và giữ mối quan hệ đó cho đến ngày anh đi xa. Được đào tạo về sử ở Hà Nội những năm 60 nhưng anh gần như không biết về lịch sử đất nước. Sau khi về làm việc ở Huế, anh mới vỡ lẽ rằng lịch sử nước nhà còn rất nhiều thứ đã bị gạt qua một bên hoặc bị bóp méo. Từ đó anh chán ngán, anh gom góp để hai đứa con mình đi tị nạn giáo dục. Khi cả hai con có gia đình bên này, chúng bảo lãnh vợ chồng anh. Trước ngày đi, anh từ Huế bay vô Sài Gòn chia tay bạn bè, trong đó có tôi. Ai cũng chúc mừng anh và hy vọng một ngày gặp nhau ở xứ tự do. Bản độ 2 năm tôi có việc ra Huế, hỏi thăm một người quen có nhiều mối quan hệ biết về anh, cũng là học trò của em. Cũng là học trò của anh, chú em nói nhanh, ủa anh không biết sao, anh thi về lại Huế rồi. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vội đến nhà anh ở gần chùa Thiên Mụ, pha ấm trà anh nói, mình già rồi, khó sống bên đó lắm. Anh kể rằng những mối quan biết mà tôi giới thiệu đều là người trí thức có tiếng Sài Gòn một thời. Anh đều gặp họ nói chuyện. Và chỉ một lần là họ có vẻ không muốn gặp anh nữa. Cuối cùng anh nghiệm ra, chắc tại ta nói tiếng Bắc nên mấy giả không thích chơi với tao. Cũng có thể. Anh kể thêm rằng khi bày tỏ muốn trở về Việt Nam, vợ và hai con nhất định không đồng ý. Một ngày mùa đông, anh phone về Việt Nam nhà học trợ cũ lấy cho cái vé, rồi anh mặc bộ đồ pyjama, kêu xe ra phi trường. Tưởng anh đi lạc, cả nhà thờ cảnh sát đi tìm. Cho đến khi anh điện từ Việt Nam qua Mỹ và nói một câu gõn lọn, bố về Huế rồi. Và tháng sau đó anh ra đi mãi mãi. Hoặc câu chuyện của người hàng xóm sát nhà tôi, anh Hạnh và chị Phú. Tên nghe vậy, nhưng đời họ thì rất khác. Gặp vợ chồng này lần đầu, khó có thể nghĩ họ đã ở Hoa Kỳ hơn 20 năm, mà thực tế thì giống như ở tận miền ruộng Cà Mau mới tới. Hồi ở Việt Nam chỉ là tiểu thơ, chỉ biết trường học và cửa hàng vải của gia đình. Còn anh là công tử suốt ngày la cà các tiệm pizza, chơi đá gà và đổ đá banh. Anh chị gặp nhau trong chuyến tàu vượt biển, trên chặng đường đó anh hết lòng giúp chị. Cảm cái gì ấy? Chị bằng lòng trở thành vợ anh. Chị hãy tin gia đình chị nhất quyết không chịu. Chị tới Hoa Kỳ làm thủ tục bảo lãnh anh rồi cùng nhau sống. Sau hơn 20 năm, cả hai vẫn tay trắng hoàng trắng tay, không con không cái. Anh không học hành và không có nghề ngỗng nào đàng hoàng cả. Còn chị thì nay yếu mai đau. Một mình anh làm việc vất vả, lương lậu không bao nhiêu. Phần đời của họ vẫn vậy cho đến tận nay. Một bữa khi pha cà phê trong bếp buổi sáng sớm, tôi nghe tiếng thúc thích ngoài sân nhà anh chị. Chị khóc, con không có tiền. Con gửi cho má 50, con nhớ má và mấy em lắm nhưng không có tiền mua vé về. Bonsa có vô số chuyện như vậy. Trong những căn nhà dù rộng, mênh mông hay chật hẹp ở khắp nơi trên đất nước này luôn có những nỗi lo và những tâm sự riêng. Tôi nhiều lần thấy những đống hàng hóa ở các trung tâm chuyển hàng về Việt Nam hoặc những người chuyển tiền về cho thân nhân trong nước. Nhìn cảnh đó mới cảm được hết tấm lòng của người Việt ở Mỹ đối với thân nhân trong nước. Một chú em đồng nghiệp qua đây du lịch rồi ở lại gần chục năm rồi, chú em vẫn cày như trâu, chỉ để có chút ít gì gửi về cho mẹ con nó và ráng làm để bảo lãnh mẹ con nó qua. Thằng em tôi mười mấy năm sinh sống ở Hoa Kỳ, con lớn ra trường làm bác sĩ, nhưng tới nay nó ở tuổi độ U60 mà vẫn chưa biết xài máy tính. Quanh năm suốt tháng nó đi cày nuôi gia đình rồi còn đùm bọc giúp đỡ mấy anh chị em ở quê nhà. Nó chỉ thuộc lòng con đường từ nhà tới sở và vài ngôi chợ gần nhà. Ước muốn đơn giản của nó là được du lịch đến vài thắng cảnh như cầu Golden Gate ở San Francisco hay là đi Las Vegas một chuyến.
Dĩ nhiên, bonsai không chỉ có những mảnh đời như vậy, bonsai có vô số người giàu với sự nghiệp đáng nể. Xứ sở tự do này chứng kiến và ghi nhận không biết bao nhiêu câu chuyện tay trắng làm nên nghiệp lớn. Bất luận ra sao, bonsai cũng chẳng bao giờ thiếu những câu chuyện nhân ái giữa người Việt với nhau trong cộng đồng, lẫn người Việt hải ngoại với đồng bào quê nhà rất xa xôi địa lý cách trở nhưng luôn rất gần hơi ấm tình người.